Cũng trong chiều nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đơn vị quận Thanh Khê gồm các ông bà Võ Tiến, Lê Tùng Lâm, Phan Thị Tuyết Nhung đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Xuân Hà trước kỳ họp thứ 7 khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã báo cáo về nội dung công tác chuẩn bị kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố thứ 7 khóa 10, tình hình kinh tế xã hội thành phố thời gian qua, đồng thời báo cáo về kết quả giải quyết các phản ánh kiến nghị của cử tri trong kỳ họp trước đó. Nhiều cử tri đánh giá cao về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố, nhất là du lịch phát triển rất tốt sau đại dịch COVID-19 và công tác phòng chống dịch. Nhiều cử tri đề nghị quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường trên địa bàn, nhất là trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Cử tri cho biết rất quan tâm đến vấn đề phòng chống tham ô tham nhũng. Vì vậy, đề nghị thành phố cần xử lý triệt để những cá nhân tham nhũng trên địa bàn. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị cần xây dựng trung tâm văn hóa thể thao phường Xuân Hà, nâng cao chất lượng công tác của Hội đồng Nhân dân bằng cách xây dựng các cổng thông tin điện tử mạnh hơn, trong đó chú trọng vào việc giao lưu giữa lãnh đạo với nhân dân.